Từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 7 tại Sapa, tỉnh Lào Cai, diễn ra giải đua ngựa lần thứ 3 mang tên Vó Ngựa Trên Mây. Giải đua do khu du lịch Sun World Phan Xipang Ligen tổ chức với mong muốn hồi sinh vẻ đẹp kiêu hùng lãng mạn của vùng cao Tây Bắc. Giải đua Vó Ngựa Trên Mây thu hút 30 cặp đấu đến từ 5 địa phương gồm Bắc Hà, Simacai và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang. Giải đua cũng tuân thủ đúng với truyền thống đua ngựa của các tỉnh vùng Tây Bắc. Ngựa tham gia đua đều là những con ngựa hàng ngày vẫn thồ hàng, kéo cày, làm nương. Con nài ngựa cũng chính là những nông dân chân chất của các dân tộc vùng cao Tây Bắc. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những kỵ sĩ của chúng ta đua ngựa trên cả một quả đồi rộng lớn như thế này thì đúng là một cảm xúc rất là khó tả và rất là bất ngờ. Em nghĩ là đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và nó mang lại cái bản sắc văn hóa của vùng miền, nhất là ở Sapa. Sau thời gian mà dịch bệnh Covid hơn 3 tháng, gần như không được di chuyển đâu hết, thì hôm nay cùng có dịp đi cùng người thân đến Sapa, được nơi được xem là được cái quảng bá là nơi gặp gỡ của đất trời, thì rất là vui và thấy đây có nhiều công trình và đầu tư, rồi đặc biệt là hôm nay có cái lễ đua ngựa. Giải đua Vó Ngựa Trên Mây được coi là một trong những sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, nhưng mang đậm bản sắc của Sapa và của cả vùng Tây Bắc. Bởi giải đua được phục dựng và lấy cảm hứng từ ngày hội đua ngựa truyền thống của đồng bào vùng cao nơi đây. Giải đua đã được tổ chức định kỳ 3 năm liên tiếp và nhận được sự đón nhận hào hứng của du khách đến với Lào Cai.